Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các máy hàng bên em, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra thùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đây, củ sạc nhanh đây. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k tới cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá, đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Đây là mới là của em từ thương mại có cái chữ Z này. Thì đây là 10.000. Cái bằng sừng này 10.000 á? Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên đã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này. 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em. Đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển điều khiển cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa và một con tăng đơ rất là ngon. Chạy thì cực kỳ là khỏe luôn và có đẩy cữ ở đây nhá. Đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội. Hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quay đeo như này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này,
la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành nhưng mà con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi, mà dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy. Da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó. Và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000. Có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có anh nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đó,
Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây cho em. Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này. Tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó đây. Đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây quấn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt mũi đứng nhá, vợt mũi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ làm con vợt mũi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây cho em. Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Ba sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá, đấy, 3 gram nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bạn, một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy, đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này với em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá.
240.000 trong hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đây, Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riêng đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm giá sẽ là 240.000 trong một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quay sách rích riếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên theo là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 một con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn.
Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ có chức năng đuổi muỗi lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy xem. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 thôi nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng. Rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này. Đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao một con dao Thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng như này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao Thái này. Đó, một con dao Thái như này. Đó. Thì các bác cho đây kia. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây xem. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. Bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn led trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít điếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000.
Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồi như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó, bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy, bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây, con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, khi bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường thôi em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhé. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi... các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em, đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó, có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, nó sẽ hú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó, đấy, có người chạm vào nó sẽ hú này. Đấy, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn, kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho một bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây, ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì là các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện, 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là... con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Từ xuân phát chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh, bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa, các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to, dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn.
Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các nhá, to khổng lồ luôn. Đây các bạn này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70 một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới để gửi tới các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, ba cái tô như này. Kích thước của nó thì hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, Winling hay hình người của Đức nhá. Kích thước của nó thì con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm, và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10 cm. Thì em sẽ đo cái kích thước thực tế cho các bác xem luôn. Đó, đây. Đấy, con to nhất của nó là 22 nhá, 22.5. Đó, và con nhỏ nhất của nó thì là 16.5. Đó, thì đây là cái kích thước của nó này. Đấy. Con này của nó thì dung tích của nó, con to nhất này sẽ là 1 lít 8 này. Con to nhất này của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Con nhỡ này thì sẽ là 1,2 lít và con nhỏ này thì sẽ là 700 nhá, 700. Đó. Một cái bộ ba tô inox như này. Các bác có thể dùng để mình ăn cỗ, ăn bàn hoặc công việc, nói chung là đình đám hoặc là cỗ bàn. Thương hiệu Winling của Đức, thép không gỉ nhá. Đó. À, giá sẽ là 90k thôi, 90k cho một cái bộ ba tô như này. Tính ra bình quân là vào có 30.000 trong cái tô này thôi. Bền vĩnh cửu luôn, bằng inox như này các bác ăn cơm ăn nước, dùng đồ đoàn rất là lịch sự luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi thìa nhá. Các bác lên cho em là bộ môi thìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 thôi. 65k cho một cái bộ môi thìa như này nhá. Giá sẽ là 65k. Đó. Lên cho em là bộ môi thìa nhá, bộ môi thìa. Đấy. Bộ lên cho em là môi xẻng đi, môi xẻng nhá. Lên cho em là môi xẻng này, đó. Môi xẻng cho nó ấn tượng, môi xẻng giá sẽ là 65k. Đấy. Lên. Hả? Không, như cái này nó là cả bộ mà. Lên theo là bộ môi xẻng nhá, giá sẽ là 65.000, thì nó sẽ là một cái môi to này, một cái xẻng này và hai cái môi nhỏ, trong đó có một cái môi lỗ và một cái nạo nữa. Đấy, combo cho các bác như này. Hàng cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Cái này em cũng không tiện bóc ra thì nó sẽ bị rời ra, cho nên là đây, nó combo cả bộ như này thôi. Đấy, thì em cũng đo thực tế luôn các bác này. Đấy. Thì cái xẻng này của nó dài là 34 cm. Cái môi to này của nó cũng là dài 33 cm. Cái môi nhỏ này thì là 20 nhá, môi nhỏ 20. Đấy, đường kính của môi nhỏ là 6, còn đường kính của môi to là 10 nhá. Đường kính của môi to là 10. Và một cái dao kèm nạo, kèm khui bia đánh vẩy cá thứ ok luôn. Combo cho các bác là 1 2 3 4 5 món. 5 món mà giá 65.000, giá không thể tin nổi luôn. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Thì combo cho các bác như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ môi xẻng, giá sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp vít nhá. Các bác lên cho em là hộp vít nhá. Đấy. Thì em gọi nó là hộp vít thôi, chứ còn combo của nó là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là một cái cà lê này, một cái búa này. Búa cán của nó là bằng thép có bọc nhựa này, búa cán bằng thép bọc nhựa này. Đấy. Một cái thước rút này. Đấy, con này thước rút của nó sẽ là 2 mét này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một cái kìm này. Đây. Một cái kìm các bác này. Đấy, một cái kìm như này. Một con kìm như này nữa. Tiếp theo của nó sẽ có cho các bác là một con bút điện này, một con bút thử điện này. Đấy. Một con dao dọc giấy này. Một dao dọc giấy này. Đấy, một bút thử điện, một dao dọc giấy này. Một cái bộ vít bao gồm là 3 cây này, 2 cây múi và một cây dẹt này. Đấy, một bộ vít 3 cây này. Và một cái bộ lục giác này, một cái bộ lục giác như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ đồ nghề đẹp như này, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đựng trong một hộp như này. Thì các bác lên cho em là bộ đồ nghề đi, bộ đồ nghề, tại vì bên em cũng không có cái bộ đồ nghề nào cả. Lên cho em là bộ đồ nghề như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi
100 cành tròn thôi, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 100k trong cái bộ đồ nghề như này, giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đồ nghề, giá chỉ có 100.000 cho bộ đồ nghề này thôi, đựng trong cái hộp rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng, nó cũng rất là tiện ích, hoặc là dùng để làm quà cũng được. Đấy, bộ đồ nghề giá 100k nhé, bộ đồ nghề 100k. Lên cho em là bộ đồ nghề nhé, bộ đồ nghề. Đấy, bộ đồ nghề giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhá, thép SK5, hàng của Nhật đây, Japan này. Con này thì siêu sắc bén luôn, bên shop bán thì giá siêu rẻ luôn, giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó, hàng siêu sắc bén luôn, thép SK5 không gỉ này, hàng của Nhật, Japan đây. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Bán lẻ thì giá của nó sẽ là 30k, 25.000 một chiếc nhá, kéo bếp vàng. 25k một chiếc. 30.000 một cái nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 30k một cái và mua từ 4 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. Combo 4 cái 100.000. 4 cái 100.000, còn mua lẻ thì là 30.000 một cái. Mua lẻ 30.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 4 cái 100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Thì giúp cho các bác là thải độc bàn chân này. À, giúp cho các bác là chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau các xương khớp này, vai này, gáy cổ này, đấy, khớp gối này, là các bác bôi vào cho em là ok hết nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này và mua 5 tặng 1 nhá. 20.000 một hộp như này và mua 5 tặng 1. Đấy. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Dán ngải cứu 20k trên một hộp như này, bao gồm 12 miếng và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Eto này. Eto hàng của Nhật nhá, hàng thương hiệu Asahi của Nhật như này. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Eto, hàng của Nhật như này, Asahi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng Asahi này, tem chìm luôn. Tem chìm như này các bác này. Đấy, Asahi dập chìm luôn. Và con này của nó thì độ mở của nó rất là tốt luôn, độ mở của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đa di năng luôn nhá, đa di năng luôn. Đấy, mở của nó rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác dùng để mình kẹp đồ, kẹp điếc các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, hàng thương hiệu Asahi. Giá của nó sẽ là 180k cho một con Eto kẹp như này, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cân 10 của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai quả pin con nhỏ nhỏ, thì về nhà các bác mua pin về các bác lắp vào cho em. Giá này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá sẽ là 130k. Đấy, các bác về các bác cân đồ đàn trong bếp. Cái mặt này của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng. Đây nó đang dán một cái lớp chống xước. Về nhà các bác bóc vào cho em là nó sẽ mới tinh luôn. Đấy, cân được tổng là 10 cân. Lên cho em là cân 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái vòng trầm đeo tay nhá. Các bác lên cho em lên cho em là vòng trầm đeo tay, một con vòng trầm rất là đẹp như này. Hàng thì chất liệu của nó là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, hàng gỗ trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Đó, siêu thơm cho các bác luôn. Cầm cả cái vòng huyết áp này. Đấy, thì đây nó sẽ là một con vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là vòng trầm đeo tay nhá. Vòng trầm đeo tay, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, lên cho em là vòng trầm đeo tay này. Đấy, vòng trầm đeo tay. Giá sẽ là 90k cho một con vòng trầm đeo tay như này, 90.000 cho một con vòng trầm đeo tay như này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên. Mùi gỗ rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Con kia là vòng trầm đeo tay, còn con này thì vòng trầm gỗ. Con vòng trầm gỗ này nó sẽ là một cái dòng vòng trầm đa di năng, các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, hoặc là các bác đeo cổ đều được nhá. Ở đây thì nó sẽ cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, một cái đài sen rất là đẹp như này và có 108 hạt trầm. Đấy. Thì ở đây thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá, vòng trầm hộp. Nó có hộp như này. Đấy, còn con kia thì nó sẽ là vòng trầm đeo tay. Còn con này thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu?
lên cho em là vòng trầm hộp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòng trầm hộp này, đựng trong cái hộp như này, giá thì chỉ có 50k thôi nhá, 50k trong cái vòng trầm hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đây nó sẽ là một con vòng vàng như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường này, có các cái hạt nam châm từ trường thì giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ là vừa chức năng là vừa là trang trí nhá, vừa là đề co trang trí này, vừa là các bác dùng để đeo để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá sẽ là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thìa bạc này. Đấy, bao nhiêu tiền cái? Cái thìa bạc rất là đẹp như này đó. Con này thì dài của nó vào khoảng là 20 cm nhá. Bao nhiêu một chục? Bán lẻ thì sẽ là 10.000 cho một chiếc nhà thôi nhá. 10.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Rất đẹp luôn, chất liệu inox 304 dày dẫn chắc chắn, vũng to, các bác có thể dùng ăn cháo ăn cơm hoặc là dùng cho trẻ em cũng rất là ok luôn, người già trẻ em ok. Đó, rất đẹp, rất xịn xò luôn. Dày dẫn chắc chắn, đẹp, inox 304. Bán lẻ sẽ là 10k trên một cái nhá. 10k trên một cái. Lên cho em là thìa bạc, còn mua cả chục thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một chục thìa bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng. Cái này là cái gì? Thắt lưng thập cẩm nhá. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm. Thì bên shop về nó sẽ đủ các loại mặt như này. Đủ các loại mặt như này các bác này. Đấy, nó đủ các loại mặt như này luôn thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mặt thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, mặt thì đều là mặt tráng gương đẹp hết. Mặt đúc liền tráng gương. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 50k cho một con thắt lưng thập cẩm như này thôi. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đây các bác này. Chất da của nó thì siêu mềm luôn và mặt dạng mặt đúc liền và mặt của nó là lẫy của nó là lẫy trượt nhá. Lẫy trượt cho nên là rất là dễ dùng các bạn. Đấy, rất là dễ dùng luôn. Đây. Đấy. Quá kiếp của nó rất là ngon lành. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Đủ các mẫu mã cho các bác luôn. Đó, và bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Chỉ có 50k cho một con như này thôi. Bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu này. Đấy, nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác chất lượng rồi. Đây, chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác này. Chất da của nó rất là mềm thì dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, không thể tin nổi luôn nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k. Thắt lưng thập cẩm này, đó. Thắt lưng thập cẩm, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc thắt lưng thập cẩm thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá nhá. Đây, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Giá sẽ là 35.000 cho một cái vòng đá như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc vòng đá như này. 35k một chiếc vòng đá. Con này thì rất đẹp cho các bác sử dụng luôn, rất đẹp nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 35.000 cho một chiếc vòng đá như này. Lên mã cho em là vòng đá. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Cái này để các bác dán ra ngoài cửa nhà mình, có khách đến thì là nó sẽ kêu và nó đơn giản vậy thôi. Các bác cắm cái cục chuông này vào nguồn điện ở trong nhà mình và các bác cắm cái này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em. Có khách đến là họ bấm chuông thì bên em gọi nó là chuông cửa. Giá sẽ là bao nhiêu? Chuông cổng nhá, lên cho em là chuông cổng 145.000. Đó, chuông cổng. Giá của nó sẽ là 145k trong con chuông cổng như này. Đấy, 145.000 trong con chuông cổng như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Nó cũng khá là tiện ích luôn nhá. Lên cho em là chuông cổng đây. Các bác chỉ cần là cắm cái chuông này vào điện cho em này. Đấy, đây nhá. Ở đây thì nó sẽ có sẵn pin biếc cho các bác hết rồi. Đây, chuông này cắm vào trong nhà này. Đấy, sau đó thì bên ngoài mình bấm thôi. Đấy. Đấy các bác thấy không? Cái này gọi là chuông cổng các bác nhá. Đó. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Giá sẽ là 145.000. Thì các bác cứ cái chuông này thì mình cắm vào trong nhà. Chuông này thì mình cắm vào trong điện lưới trong nhà thôi em. Còn cái nút bấm này thì các bác dán ở ngoài cổng nhá. Đấy, nó sẽ có sẵn miếng dán cho bác luôn. Đây, sẽ có sẵn miếng dán như này, các bác cứ dán ở ngoài cổng thôi em. Hoặc là bác nào thích bắt vít thì nó có cả lẫy cho cả ốc bắt vít đây. Giá sẽ là 145.000 nhá. Lên cho em là chuông cổng 145.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66 đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên cho em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí, cơ 66 giá của nó sẽ là 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này, giá chỉ có 400.000 một con đồng hồ cơ thôi, giá cực tốt cho các bác luôn. Đây đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá, nó tự động đây, Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn, tem 7 màu luôn, made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên theo là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhé. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này. Có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên theo là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đồng hồ cơ 88 nhá. Đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là, đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên theo là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên theo là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày, rất chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này. Có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì
Đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật chứ, đồng hồ SK rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP, giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng, màu đen thôi nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy.
gió rất mạnh luôn các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy, sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây, rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây, đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bạn này. Đó, và có công tắc như này các bạn nhá. Đấy, đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có túc năng sau đây. Đấy, con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường, còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được, tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn, gió rất mát luôn các bác nhá. Đó, vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó, em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em. Thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức, combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Đấy, một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm, rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, đấy, hộp 3 chiếc, rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho 3 cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức. Đây, Winling hai hình người của Đức này. 100.000 cho 3 chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng, một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi. Vài chục nghìn rồi. Đấy, thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng, cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Tanh tách luôn. Đó, đây các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy, có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này.
Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhé. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy, đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng đức nha. Bộ móng đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng đức giá sẽ là 100.000. Đó. Móng đức này. Đấy. Móng đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng đức kia. Đấy, ba cái bấm móng đức nhá. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu, con này điều luôn vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Hello các bác, quay trở lại với shop Phạm Vấn nha. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các ma. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 60 ly, tức là nó vào hơn 5 ly một tí các bạn. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo vào cái móc khóa này luôn, sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ, nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá. V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt
chốt chốt cửa tự động nhé. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa, các bác dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng cửa chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhé. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy, nó rất là đơn giản. Về nhà các bác bắt pin của chị em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy đây, sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành nhá. Đấy, 100.000 cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100.000 một em, 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15.000 trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong này các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 1 2 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là 3 đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Hello, chào các bác nhé, em Phạm Huấn quay trở lại với các bác đây. Lần đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã cùng xem kênh của shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh mà yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nhớ cho em xin một nút like nhé. Đấy, yêu mến em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các bác có thể chia sẻ kênh hoặc là trên Facebook để nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn và cũng như là cập nhật các cái video mới của em nhé. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh. Thì khi các bác đăng ký kênh thì các bác sẽ cập nhật được nhiều cái video mới của shop đăng lên và nhiều các cái mã mặt hàng giảm giá cho các bác nhé. Cũng như là các bác có thể xem đi xem lại được các video để cập nhật được các mặt hàng. Một số sản phẩm mới và một số sản phẩm thanh lý nhá. Đấy thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phích đun sôi này. Phích đun sôi thì con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào thì em cũng không biết được nhá. Đấy thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác cái giá đó là đây, còn một con phích đun sôi như này.
Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70k nhá, 70k. Đấy thì không biết nó lỗi lầm như nào thì về nhà các bác có thể sửa chữa chế cháo được nhá. Còn con này bên em đang bán là 180.000, thanh lý nốt cho bác với giá là 70.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là có một cái đôi dép da bò nhá, đôi dép da bò. Con này thì nó sẽ là cỡ 42. Hàng này thì đã qua sử dụng nhưng mà độ mới của nó còn khoảng là 90%, 90%. Đấy, trước khi em gửi cho bác thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ, đánh xi siếc ngon lành. Chất liệu của nó thì nó sẽ là da bò nhá. Đấy, chất liệu của nó là da bò. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, da bò nhá. Hàng rất cao cấp cho bác luôn. Con này thì giá mới của nó thì nó vào khoảng là 1 triệu. Đấy, bên em thanh lý cho bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Lên mã giúp cho em đó là đôi dép da bò nhá, 250k. Đấy thì em có một đôi thôi, có một đôi thôi. Thanh lý cho bác với giá là 250.000, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi hàng nhá. Cỡ 42 nhá. Đấy, cỡ 42. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã mới tinh, đó là cái điện thoại 3 SIM nhá. Đấy, con điện thoại 3 SIM. Hàng thì to, đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Pin cực kỳ trâu, pin các bác dùng cho em cả tuần đến 10 ngày nhá. Pin của nó là pin trâu đấy các bác này. Đấy. Pin này các bác cứ dùng cho em khoảng 10 ngày, 2500 mAh. Nếu mà nghe gọi thì cứ dùng cho em 10 ngày liên tục các bạn. Đấy. Hàng thì bàn phím nổ nhá, số to rõ ràng nhá. Và hàng của nó là hàng 3 SIM, có cả một cái đèn LED rất là to nhá. Hàng 3 SIM cho các bác luôn. Đấy, và chân sạc thì nó sẽ là chân sạc phổ thông. Hàng của công ty nhá, hàng công ty cho nên các bác yên tâm sử dụng. Hộp biếc đàng thứ, các thứ đàng hoàng, bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đây. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá, lắp pin vào cho em. Đấy. Con này nó sẽ là một cái dòng 3 SIM cực kỳ là chất lượng các bạn, 3 SIM cực kỳ chất lượng đây. Các bác tháo cái ốp đằng sau này ra này. Đấy, tháo ốp đằng sau này ra để các bác lắp pin vào cho em. Đây. Đấy, đây con cái lẫy này, các bác tháo ốp ra. Nó sẽ có cho các bác là 3 khay SIM và một khay thẻ nhớ nhá, 3 khay SIM một khay thẻ nhớ. Thì các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc là đàm thoại các thứ cũng rất là ok. Con này thì có cả chụp ảnh luôn, thì không biết là có chụp ảnh không thì để em sẽ test cho các bác xem luôn. Đó, ưu điểm của nó là 3 SIM luôn thì các bác dùng đấy, pin của nó là pin trâu nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 3 SIM này. Đấy, điện thoại 3 SIM. Đấy, có cả chụp ảnh luôn các bác nhá, có cả chụp ảnh luôn. Đấy, bật nguồn khởi động là lên luôn các bác nhá. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bàn phím nổi số to nhá, bàn phím nổi số to. Thì các bác người già dùng nó rất là tiện ích. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng 4G các bác nhá. Dòng 4G có cả chụp ảnh luôn các bác này. Đấy, chụp ảnh thì nói chung là nó thôi, nó cũng gọi là để cho có thôi. Đấy, chứ còn nó cũng không được xuất sắc đâu. Đó. Dòng này nó sẽ là dòng 4G cho nên là các bác lắp SIM đời mới và là dùng ok nhá, SIM đời mới dùng ok. Lên mã giúp cho em là điện thoại 3 SIM. Giá sẽ là điện thoại 3 SIM này. Giá sẽ là 280.000 nhá, 280k và bên em sẽ bao ship nhá. 280.000 và bao ship cho một con điện thoại 3 SIM như này. Hàng cam kết ngon lành, pin trâu, pin này các bác có thể sử dụng cho em liên tục trong vòng từ 7 đến 10 ngày nhá. Điện thoại 3 SIM 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Automat, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy. Automat hàng nội địa của Nhật, đa số của nó sẽ là hàng của Natina nhá, hàng của Natina, hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, made in Japan cho các bác luôn. Đó, made in Japan nhá. Hàng đều là hàng 3 nút chống chập, chống giật, chống quá tải, 40A dòng dò là 10 40A dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30 mAh. Đấy, 40A dòng dò 30 mAh, hàng made in Japan. Đấy, con này giá sẽ là 180k nhá. Các bác lên cho em đó là át đại nhá, át đại 180.000, chống chập giật quá tải cho bác luôn. Đây, chống chập nó sẽ nhảy các bác. Đấy, chống chập nó sẽ nhảy các bác này. Đấy, hàng 3 nút chập giật quá tải cho các bác luôn, 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều 63A, át đảo chiều 63A nhá, 63A át đảo chiều. Đấy, còn con này của nó sẽ là dòng 40A nhá, dòng 40A. Đấy thì các bác lên cho em là át 40A. Con này thì át 63A đảo chiều, giá sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, con này thì đảo chiều thì các bác cứ dùng cho em là nóng lạnh này. Đấy, dùng cho em là nhà 2 công tơ này, nhà 2 công tơ hoặc là các bác có các cái nguồn như là máy phát thì các bác có thể dùng đảo chiều, có lễ gài cái thứ đàng hoàng. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái máy đồng hồ nhá, kim kiếc các thứ đầy đủ luôn. Kim kiếc phụ kiện các thứ đầy đủ, về nhà các bác chỉ cần lắp kim vào đây cho em, sau đó thì mình xoáy nấc vào cho em là xong. Đó. Và các bác lắp cho em pin vào nhá, lắp pin vào là đồng hồ sẽ chạy thôi. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới các bác một cái máy đồng hồ như này, giá sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy đồng hồ, giá sẽ là 40k một chiếc, 40k cho một con. Thì đồng hồ các bác bị hỏng thì các bác có thể sửa chữa thay tháo vào cho em nhá. Máy đồng hồ 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kính lúp nhá.
bên em bán thì nó sẽ không kèm pin đâu. Còn các bác muốn có pin thì về nhà các bác tự mua thêm pin các bác lắp vào thôi. Đấy, bên em bán là sẽ không kèm pin nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là đèn sáng như này luôn. Có đèn sáng này các bác này. Đấy, bật lên có đèn sáng. Bên em bán là không kèm pin nhá. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k cho một con kính lúp như này, không có pin nhá, không có pin. Kính lúp 70.000. Tiếp theo thì hai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bút lông dầu nhá. Các bác lên cho em là bút lông. Bên shop về nó sẽ có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Đấy, màu đỏ và màu xanh. Một hộp này của nó thì sẽ là 10 chiếc nhá. Một hộp này sẽ là 10 chiếc cho các bác này. Đấy, một hộp sẽ là 10 chiếc. 10 chiếc như này, có màu đỏ màu xanh. Bút lông dầu hàng của Thiên Long nhá. Đấy, bút dầu lông dầu hàng của Thiên Long. Đấy, bút mực của Thiên Long thì các bác biết rồi, yên tâm sử dụng nhá. Đây, hàng của Thiên Long chứ không phải cái hàng nhái ở ngoài thị trường đâu. Đấy, dùng rất là ngon luôn, lông dầu dùng rất là ngon nhá. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá, bút lông. Đấy, bút lông như này và có màu đỏ và màu xanh nhá, bút lông có màu đỏ và màu xanh. Thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, 20.000 3 cái. Còn các bác mua cả hộp như này 10 cái thì giá sẽ là tốt hơn nhá. Đấy, cả hộp như này là 10 cái thì giá thì chỉ có 50k thôi. 50k trên một hộp nhá. 50.000 trên một hộp. Đấy, 50.000 trên một hộp. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút lông nhá. Bút lông. Con này thì nó sẽ có hai đầu, một đầu to và một đầu nhỏ này. Đấy, một đầu to, một đầu nhỏ như này. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. 50.000 một hộp, tức là mua một hộp này là 10 chiếc thì giá chỉ có cho các bác là 10 bút, giá thì chỉ có 5.000 thôi. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Và bên shop về nó sẽ có màu đỏ và màu xanh. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Đấy, em cũng đang dùng đây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đây. Nó sẽ là một cái dạng nhẫn đồng hồ như này các bác này. Đấy, lên cho em là nhẫn đồng hồ nhá. Đây, nhẫn đồng hồ này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái nhẫn đồng hồ này, giá của nó sẽ là đây. Nhẫn đồng hồ như này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Kích thước của nó thì sẽ là vừa xinh, hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đây, các bác đeo vào nó rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh như này. Rất đẹp các bác này. Vừa là nhẫn trang trí, vừa là đồng hồ luôn, rất xịn sò con bò nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn nhẫn đồng hồ vuông nhá, nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, nhẫn đồng hồ vuông như này giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ như này. Đấy. Lên cho em là nhẫn đồng hồ vuông nhá. Đấy. Nhẫn đồng hồ vuông. Giá sẽ là nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là, các bác lên cho em là nhẫn đồng hồ, giá sẽ là 35.000 một chiếc nhá. 35k cho một con nhẫn đồng hồ như này thôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, nhẫn đồng hồ vuông này. Nhẫn đồng hồ vuông, giá sẽ là 35.000 một chiếc. 35.000 cho một con nhẫn đồng hồ vuông như này, hàng rất đẹp luôn. Đó. Hàng này thì chấm hết luôn các bác nhá. Chấm hết luôn, khỏi phải bàn luôn. Nhẫn đồng hồ vuông. Đấy, giá sẽ là 35k một chiếc này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ ô tô nhá, đồng hồ ô tô. Con này thì gọi là đồng hồ ô tô thôi, chứ còn các bác dùng vào đâu cũng được. Đấy, dùng vào đâu cũng được, chứ không nhất thiết là phải trên ô tô. Giá sẽ là 40.000 cho một con đồng hồ ô tô như này. Nó sẽ có kèm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá. Một cái miếng dán như này, về nhà các bác bóc cái này ra cho em này. Bóc cái này ra cho em. Sau đó thì mình dán trực tiếp lên cái phần đít này. Sau đó thì đấy thì rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mặt của nó mặt vàng rất là đẹp này. Thì các bác có thể dùng để mình dán lên trên ô tô này, hoặc là dán lên trên kệ giá sách này. Nói chung là đa di năng luôn. Màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Màu vàng gold cực đẹp luôn. Đấy. Lên cho em là đồng hồ ô tô nhá. Đồng hồ ô tô, giá sẽ là 40k một chiếc thôi. 40.000 trên một chiếc đồng hồ ô tô như này. 40.000 một chiếc nhá. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đấy, bằng kim loại hết nhá, bằng kim loại cực kỳ đẹp luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình dán lên ô tô này, hoặc là dán lên bàn học này, bàn trang điểm này, hoặc là tủ sách này, để các bác có thể quan sát được giờ một cách tiện ích luôn. Đấy, rất đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000. Đồng hồ ô tô, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mã đồng hồ nữa. Đó là cái đồng hồ đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá xoay như này các bác này. Đấy. Một cái viên đá xoay như này rất là đẹp luôn. Đó, và các bác mở ra này cho em này. Mở ra này cho em. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết. Đây, có lẫy như này nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là đồng hồ đá quý cũng được, hoặc đồng hồ dây chuyền được nhá. Đấy, xoay này rất đẹp luôn này. Đó, có dây chuyền đeo như này. Các bác có thể đeo vào trong
cổ này, đấy, đeo cổ hoặc là các bác có thể là đeo vào thắt lưng cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đây. Xoay này các bác này. Lên trên là đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một con đồng hồ đá quý như này. Đồng hồ đá quý, giá sẽ là 60k, mở ra này. Rất đẹp luôn, có dây chuyền như này. Đấy, có dây chuyền này rất là đẹp nhá. Đồng hồ đá quý, giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Đấy, đồng hồ đá quý nhá, giá sẽ là 60.000. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đá màu xanh và một cái đá màu đỏ như này. Đấy, một cái đá màu xanh, một cái đá màu đỏ như này các bác này. Đấy. Đá màu xanh, đá màu đỏ này thì các bác có thể là báo bên em gửi màu xanh hoặc màu đỏ hoặc là gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý, giá sẽ là 60.000. Đấy, đồng hồ đá quý này. Giá sẽ là 60k nhá. Đó. Đồng hồ đá quý có màu xanh màu đỏ, giá sẽ là 60k nhá. 60k trong con đồng hồ đá quý như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ kim vàng nhá. Hàng này hàng hot của bên em luôn. Vỉ kim vàng như này. Hàng này thì lấy cho cái sợi chỉ nào. Cái sợi chỉ đó. Xé đại ra, xíu đầy những dây cũng được. Dòng này của nó thì sẽ là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đấy, 12 chiếc. 12 chiếc cho một cái ấy như này. Đây nhá, một cái sợi chỉ màu hồng như này các bác này. Đấy, thì đây. Đây ví dụ cái sợi chỉ siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ như này nhá. Thì khi các bác chỉ cần là đặt vào kim này, các kéo đi là nó sẽ vào này. Đây. Đấy, đặt vào kim này, kéo ngược lên là sẽ vào luôn. Đấy, vào luôn này các bác này. Rất nhanh luôn nhá. Đây vào luôn đây này. Đấy, vào luôn các bác thấy không? Đây. Để em kéo lại cho bác xem nhá. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là cầm tay theo cái hình như này. Sau đó thì các bác đặt vào đây, đặt vào đầu kim này, đặt vào đầu kim như này, kéo phát vào luôn, nhanh trong vòng không phải bao nhiêu giây luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đấy thì lên cho em là vỉ kim vàng nhá. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15.000 mà tới 12 chiếc, nói chung là nó vào trên 1.000 một tí, nó cũng rất hợp lý luôn. Một vỉ này 12 chiếc dùng cả đời luôn, cả ông cả bà dùng thay nhau dùng nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có 15k thôi, 15k cho một vỉ kim như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ kim vàng nhá. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một vỉ kim vàng như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng, rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhá. 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn. 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ, bếp ga, các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 140k nhá. 140k cho con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này. Đấy, quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25 cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá. Massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên trên là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém, mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn.
nguyên màu xanh này. Đấy và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em, sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này, và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá, chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết, nôm na là như thế, và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này, 120k nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi, hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi, 30 cành cho một hộp kẹo chuột thế này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá, 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá. Xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45 cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80 cm, vào khoảng 80 cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này. Đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xa liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con bình tông. 130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành. Đó, 50k thôi. Giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ, vai, gáy, rồi các khớp chân, khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái
miếng rán thải độc chân nhá. Con này thì một địch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi, nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn, thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng rán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác. Hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây, dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel thôi nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này. Đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men, rồi giò này, giò đấy, thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy, bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá, đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml con này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi, bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này. Chanel là hai này. Đấy, giò là một, Chanel là hai. Giò là một, Chanel là hai. Sexy Men là 3. Đấy và đây. Cái này là Sexy Men này, Sexy Men này, giò này. Đấy. Rồi Dior, Chanel, Dior, Chanel. Đấy. Có 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả Boss nữa này, có cả Boss nữa. Đấy thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nhá. Boss này, đấy, Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá, 20.000 cho một lọ như này, 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này, đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Men là 2 này. Chanel là 3 này, đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi Boss là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản nó khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy. Nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này cho tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc vào đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho bác là một ngăn to này. Một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Tắt cái gì được chưa đi. Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn. Có dây đeo như này nhá. Dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị
không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau vai. Đó. Có hai màu. Cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu đen và màu nâu. Túi hàng của thương hiệu Dép này. Hai màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn, đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá, cao 30. À, chiều ngang của nó là 25 nhá và bán rộng thì vào khoảng là 5-7 cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá, túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này, đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn. Giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này. Và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác, nó sẵn có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy, thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều. Chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy, nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì? Hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc, giá sẽ là 40k. Rồi, ok. Hello cho các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá, rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn, rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này, đấy em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá, rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây. Khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai sách của chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai sách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá, ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá. Một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu đèn này. Đấy đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn đó là một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá và bên em bán rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái
Cái mẫu đèn LED mini nhá. Đèn LED mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn. Có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi. Nó rất là tiện và nó cắm trực tiếp này luôn, cắm trực tiếp này luôn các bác này. Đấy. Giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là hành lang. Đấy thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó. Đèn LED này, đèn LED mini nhá, đèn LED mini. Giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn các bác nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn. Cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây. Một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái shop có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Phải bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi. Dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc như này thôi. Rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó. Tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à, dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lưỡi cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhá. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này, hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là dao gấp này, giá của nó sẽ là đi 25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá. Công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa. Thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này,
Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây ở đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho các bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán 49k nhá. Đấy, bên em đang bán 49-50k đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa? 2 dây này, 2 dây còn vào. Thế sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn ạ. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa? Để các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Để mặc định là cứ tháo quạt ra là quạt đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhé. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhé. Các bác đấu vào cái chân mạch cho em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái tốc năng điện ạ. Thì mình bỏ cái chân FV kép nhé. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép đi ạ. Thì mình lấy tốt đặc cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chứ ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm tốt năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đây, ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhé. Nguồn điện vào thì chân nóng và chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân thấp và chân cao này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Bác lấy trên một dây, nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá. Mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, đấy được chưa? Đấy thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, lắp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa ạ? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhá. Đấy, rất là ok. Các bác mua hàng thì liên hệ với em. Đó, đây có cái video đấu nối nhá, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây nó sẽ có chân 1 2 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy. Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây, điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50 nghìn đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên thêm ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130k, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này rồi xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điều lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà, pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đây. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này.
cho số lên là đèn lên thôi, đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây đèn báo lên này các bác này, đấy đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn thì rất là tiện nhá. Nó là một cái dòng mâm gang thôi, một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xoong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi, 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy, giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào ắc quy cho em, dương âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn, có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có ắc quy 12-24 đều dùng được cả nhá. 12-24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12-24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa ráy đi sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá, lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok.